Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành NC đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với một cái series hoàn toàn mới. Tựa game này mang tên là Monster Evolution gì đó, khá là hay. Link tải mình sẽ để ở phía dưới cho anh em có thể tải về và chơi nha. Ok, thì chúng ta đang xem Monster lấy ở đâu. Con gì đây? Mình có một con Monster duy nhất anh em. Đây này, thấy không? Có Monster này anh em. Không biết là liệu đánh như thế nào, mình cũng chưa biết cái game này đánh như thế nào. Hình như là có thể tiến hóa hay sao ấy. Đây này, nếu chúng ta tiến hóa hai con nồi với nhau. Chúng ta có cái gì đây? Tiến hóa kiểu gì? Làm sao tiến hóa được nhỉ? Làm sao tiến hóa được hoặc là như thế nào ta? Đây là free à? What the hell man? Chúng ta xem quảng cáo để lấy Monster. Nhìn dị vậy nhỉ? Rồi ok, chúng ta sẽ đợi thôi, đợi tí vậy. Để xem xong cái quảng cáo survival này đã, xong rồi tính sau nhé. Đấy, ok. Install now. Ui, cả một vườn cây hoa trái đung đưa, rất là nhiều thứ, nhìn trông vẻ cũng hay ho. Nhưng mà vấn đề Master đâu? Elderless Play Master trước khi là State. Thực ra cái này thì mình cũng không biết chơi kiểu gì luôn, đang không hiểu là chơi theo kiểu gì. First. Chơi kiểu gì ta? Cái này đăng nhập này, kiếm được thêm đấy này. Lại quảng cáo. Chết, chỉ có xem quảng cáo vậy? Không thể được, không phải rồi, chắc là nhầm đâu rồi anh em ơi. Tôi đã bảo chắc chắn nhầm nhọt ở đâu rồi. Sao có chỉ có xem vớ va vẩn linh tinh tinh này. Úi xồi, nó cắn cho chỉ có chết thôi cưng ơi. Install now. Úi rồi, đè chết. Đè đến chết thì thôi ạ. Bó tay .com.com luôn đi. Ok chưa? Tắt này đi nhé. Mình không biết chơi kiểu gì luôn. Thật ra là mình không biết chơi. Rồi, cho có hai con. Thật ra lúc ấy mình cho vào trong lab mình có cả con này nữa sao ấy, này đúng không? Có thể mua được anh em ạ, kiểu dạng mua được hay sao ấy, hay như thế nào đấy. Đây, kết hợp, có thể có nghĩa là kết hợp anh em ạ, có thể kết hợp Monster, nó sẽ ra một cái random. Hiểu, bây giờ mình muốn kết hợp. Đây, hiểu rồi. Ra luôn con xịn này anh em. Congratulations, ok, nhìn xem. Chúng ta sẽ cho cái Fabric vào đây nha. Đi đánh nhau hay sao anh em ạ? Wow, được 4 con à? Được 4 con anh em ạ, hiện tại được 4 con. State, đánh nhau thật anh em ạ. Hay, biết cái chơi rồi. Tôi biết cái chơi rồi, tôi có cái con nhìn trông xịn vãi. Oh my god. Lạy chúa, đánh hay đấy. Và nó sẽ tự động đánh hết anh em ạ, game này hay. Game hay này không chơi thì phí quả cuộc đời. Thế chúng ta sẽ quit. Tại vì mình có rất là nhiều vàng rồi, mình không cần thiết là phải lắm. Quảng cáo ở đâu ra này? Game gì đấy? Game này. Con đây thì không bạn ơi. Được chứ? Hay, mình biết cái chơi rồi anh em nhá. Nó cứ bắt kết nối với cái Google Play cái gì đó. Hiểu. Mình sẽ kiểu là kết hợp ấy. Kiểu kết hợp. Đây, kết hợp hai con này với nhau xem. Không cùng sai hay là không cùng cái gì đó. Chúng ta thêm một con mới này. Anh em ơi. Ngon dã man luôn anh em nhờ. Congratulations. Chúng ta sẽ có thêm những con này để kết hợp với nhau ấy. Vấn đề là cùng một loài thì không kết hợp nhỉ. Kết hợp ba con này đều với nhau này. Ui, cho được thêm một con mới kìa. Con gì này? Như vậy tôi có thêm tôi nhất là cần khoảng 4 con anh em nhé. Xong rồi làm thì làm. Bọn này chỉ bọn cấp thấp thôi. Với ba vẩn thôi. Đấy, 4 con nha anh em. Chúng ta đủ 4 con ở trong cái Fabric gì đó đây. Gold coin mở hết ra có thể là cầm thêm được rất là nhiều con khủng theo nhé. Chắc chắn là như vậy rồi. State anh em đánh nhau tiếp nào. Chúng ta ở chapter 2. Ui, bọn này yếu dã man luôn anh em ạ. Mấy con mình nó khỏe, nhìn trông nó đỉnh vãi nhờ.
Úi dồi ôi, 3 kiếm luôn ạ. Con cầm 3 kiếm luôn. Con này là phép thuật anh em ạ. Con này là cận chiến này. Con này bắn súng này. À, phun lửa, phun lửa, phun lửa. Phun lửa bạn ê. Đưa vào quảng cáo nhá. Ô, tôi xài quán không đổi rồi. Hell man. Ghét quảng cáo thế nhở? Sao lắm quảng cáo thế ta? Mình ghét mấy quảng cáo này dã man luôn ý. Không biết anh em có ghét đâu nhá. Tôi ghét quá, cực kỳ ghét luôn ý. Let's, sao cái cứ vào. Bực mình thế nhở? Monster, cái này trò tên là Monster Crab nha anh em. Chơi trò Monster Crab nhá. Ơ, tắt mạng của gì? Không biết tắt mạng kiểu gì luôn. Thôi kệ méo đi anh em ơi, mình không quá quan tâm đâu. Monster Craft. Rồi chúng ta sẽ sang trận 3 đi. Chúng ta tin vào đang khỏe. Mình có thể đi hết cả cái vòng này luôn anh em ạ. Mấy game này nhìn hay ta. Thật sự nhìn rất hay. Mình khá thích cái kiểu game này. Chém 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 chém. Chém chém. Ok ok ok. Rồi đánh nhau đi bạn ơi. À, bắn nhau nào. Bắn nhau nào. 100 trừ 125. Bọn này yếu quá, không thể nào mà có thể đấu lại đối đầu lại được với những con hey, master của mình nha bạn. Chúng ta có muốn kết hợp thêm những cái loại master mới không? Good day, good day, good game đấy. Chúng ta sẽ đi kết hợp master mới cho anh em xem nha. Master mới trông đẹp lắm. Mình ghét cái này anh em ơi, thật sự ghét quá. Cứ quảng cáo xem nhìn trong bực cá mình. Ồ, Monster là phần quà đúng không? Cái này là nói chung là nó có cái bảng Monster không nhỉ? Elderless là cái gì? Ồ, Elderless là cái gì? À, cái này đánh gọi là đỡ vô hạn anh em ạ. Có nghĩa là nó sẽ xuất hiện rất là nhiều và anh em phải tiêu diệt tất cả bọn này. Ok chưa? Hiểu chưa? Đơn nó cũng không phải là quá là ấy đâu. Quá dễ đâu. Cái này là đánh nhiều cửa, nhiều trận. À, cái này mình thích này. Đỡ cần phải xem quảng cáo quá nhiều đúng không? Mấy con quỳ bắp này làm sao mà có thể ăn được mình? Trời ơi, các bạn đủ tuổi đánh nhau với mình chưa? Chưa thì cút sang một bên nhé. 202, 222, 225, 185, 187, 187, 225 tiếp. Rồi, bạn ơi. Loading và tiếp theo là con gì đây? Mấy con bọ. Khó chịu thế nhỉ mấy con này. Mày á. Ui mình sắp die rồi kìa. Con pháp sư mình sắp die. Và con cầm 3 cái quả dao cũng sắp die rồi kìa. Bọn nó cảm giác như bọn nó sẽ khỏe hơn khá nhiều anh em. Bây giờ mình chết thì mình được thoát ra khỏi này đúng không anh em? Hay là thoát ra thoải mái đây. Cái lượng máu của mình anh em. Để mình xem mình đánh đến được cái mức độ như thế nào. Rồi sau bọn này mình sẽ ra ngoài để kết hợp thêm monster mới nhá. Cái tên là Crab Monster 2. Hình như có cả phiên bản Crab Master 1 cơ. Game mobile thì nhiều dã man luôn. Tôi sẽ ra ngoài đi. Quýt. Cái này kiếm thêm vàng thôi. Và mỗi lần quýt ra ngoài là ta sẽ phải xem quảng cáo. À hay đấy. Game gì đấy? Game gì mới đấy? Đi thang máy à? À. Game nhìn trông Doomman Story Hotel ABC XYZ. Gì đấy. Ok, rồi chúng ta sẽ lab phòng thí nghiệm của chúng ta đã sẵn sàng dành cho mình sẽ có thêm một con mới luôn mà xem. Đây, nó có thể ra được con đầu đỏ này. Có gì đấy? Congratulations, book đây anh em. Ôi, đây các loại monster này, đây các loại cấp độ SS này, C thì có 2 con này nhá, B thì có 1, 2, 3, 4 con, đây là cấp độ A. Và ví dụ mình kết hợp con này với con này sẽ tạo ra một con cấp độ S. À, hiểu. Và ví dụ hai con cấp độ S kết hợp với nhau là cấp độ SS. À, hiểu nha anh em. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Ngày mai có tập mới. Chắc là vậy thôi. Hay mình đánh thêm một vài cái state nữa nhỉ. Chắc là mình đánh thêm một cái state có 3 con. Ôi trời. Tôi mang cầm có 2 con đi à? Ngáo nhá. Không, 2 con thì vẫn đủ sức giết bọn này rồi. Mình có một con nữa bên kia mình chưa cho vào. Anh em nhớ không? Tôi có một con. Cái con này ở trong hình ảnh Grand Master này. Ui chết đấy. Con này là xác định rồi. Ồ không, con đầu tiên khỏe thôi. Mấy con sau thì khá yếu. May quá nhá. Rồi.
Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé anh em. Bye bye.